Hội Thể dục Dưỡng sinh thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đưa ra một cái bài tập gọi là Thái cực quyền cơ bản, gồm có 10 thức và triển khai cho tất cả các đơn vị. Mục đích bài này để phổ biến cho tất cả các huấn luyện viên, hướng dẫn viên, chúng ta nắm bắt lại những cái động tác cơ bản của Thái cực quyền, hầu đem lại hướng dẫn cho các học viên, đem lại những cái lợi ích thiết thực và mang lại một sức khỏe tốt cho mọi người. Sau đây bài tập Thái cực quyền cơ bản 10 thức bắt đầu. Đây là động tác giả mã phân tông. Động tác giả mã phân tông là chân trước và tay trước là trên một đường. Cái chỏ luôn luôn phải nằm trên cái gối. Và lưu ý khi ta tập Thái cực quyền, một số bà bác cái ngón cái này hay bị co lại, không được. Lòng bàn tay này hãy mở ra một chút. Đây là vòng nửa vòng âm dương. Và cái tay như thế này, chân sau là góc 45 độ và bàn tay dưới này hướng xéo 30 độ, khuôn mặt thì về phía trước. Đây là động tác giả mã phần đầu. Đây là động tác lâu tóc ảo bộ. Động tác lâu tóc ảo bộ, tay phải là tay trưởng, lòng bàn tay hướng về phía trước và tay phải chân phải là một đường. Nếu chúng ta thực hiện động tác này mà cái tay lệch ra là không được, mà chúng ta vô cũng không được. Động tác này và tay trước tay chân sau là một đường mới thể hiện ra cái động tác lâu tóc ảo bộ. Và cái bàn tay trái của mình là nâng ngón tay hướng về phía trước. Trong lòng bàn tay này chúng ta cảm giác có trong lòng có một vòng tròn của thái cực, thì người ta thường hay nói là chúng ta có cái quả trứng gà trong lòng bàn tay. Đây là gọi là động tác lâu tóc ảo bộ. Đây là động tác đảo niệm hầu. Lòng tay trưởng cạnh tay hướng ra ngoài. Chúng ta động tác đảo niệm hầu một số cái gì thực hiện hay lòng trưởng hướng về phía trước không, 1/3 cạnh tay hướng về phía trước và tay dưới lòng bàn tay hướng lên trời. Đây gọi là động tác đảo niệm hầu. Đây là động tác vân thủ. Động tác vân thủ cạnh lòng bàn tay trưởng này chúng ta ngó về bên trái và lòng bàn tay này hướng xéo ngược vào cầm của mình và cái chỏ bao giờ cũng đẩy về phía trước, không được ốp chỏ sát vào người của mình. Đây là động tác vân thủ. Đây là động tác kim kê độc lập. Khi muốn đứng động tác kim kê độc lập, chân trụ phải vững, muốn vững cái chân hồi trước, cái chân trụ dưới phải đứng góc xéo 45 độ. Đây mới mua đúng không? Và tay phải đây cũng lòng trưởng hướng về phía trước nhưng cạnh tay hướng về phía trước nhiều hơn. Còn cái tay trái này á, lòng bàn tay phải hướng xuống mặt đất và lưu ý cái chỏ không được lố về sau, không đẩy về phía trước, nằm ngang ba sườn của mình, vai xéo. Đây là động tác kim kê độc lập. Xéo. Thôi.